Còn cọc cái khổng lồ đen và sẹo. Đây, mọi người nhìn này, ở trên cùng một video mới thấy con cái nó to bằng con đực luôn. Đen. Chuột. Ra đây chắc lùng chuột vẫn còn nhớ hôm trước. Đây, siêu gần đen. Đen này thì có cái thể trạng, cái khung gọng là rất là cao to. Chất lông vàng cháy. Lần này lại tiếp tục cho quay lại với lại sẹo. Đen vẫn chọn sẹo. Hôm trước có thả đen ra để cho đen chọn sẹo hay là chọn cáo. Thì cuối cùng là đen vẫn chọn sẹo. Quấn sẹo hơn và cho ghép với sẹo. Cặp đen và sẹo này thì lần trước nó đã ghép với nhau một lần rồi. Con đen này nó đẻ nhiều. 7 con. Tỷ lệ là 4 cọc, 3 dài. Hy vọng là lần này nó tỷ lệ cọc nó sẽ cao hơn. Sẹo thì đợt này là hơi bị đắt khách. Đây, để cho con đen nó đứng ở chỗ này để quay nhìn cái thể trạng của nó. Đó. Đen này thì tính cách thì hơi bá đạo một chút. Vì đen này bắt ở trên bản là chủ nó nuôi thả 100% thời gian. Không có xích lúc nào cả. Nhưng mà nó cũng rất là thuần người. Định quả anh sẹo anh vào đứng cùng với lại đen mà anh ấy không chịu vào. Ý. Để cho mọi người nhìn cái cặp này. Cặp này thì nó đã ghép đôi với nhau đến hôm nay là được 4 ngày rồi. Mặt cũng rất là da dì đấy chứ. Tướng tá này với một con cái. Đấy. Rồi, phải chơi cái bài cho sẹo đeo cái xích thì sẹo mới chịu đứng yên cùng với lại con đen. Xong việc rồi nó cũng không quan tâm nữa, không cần gần. Đứng ra chỗ thôi. Đây để nhìn hai con, hai khuôn mặt. Cặp này thì nó đã ghép với nhau được 4 ngày rồi. Đó. Hai cái bộ lông này mà ghép với nhau mà nó ra được cái bộ lông cho con như này là tuyệt vời. Khung gọng nữa. Đấy. Sẹo đứng gần nữa đi. Để đọa xem thế nào cao hơn nào. Đứng gần nữa đi. Hai con nó tương đương con đực, nó chỉ cao hơn con cái có một tí thôi. Con cái này cái trạng cân của nó là con cái, nhưng mà cái trạng cân của nó rơi vào khoảng tầm 23 cân. Con cái rất là to. Em này thì có cái điểm kém của em ấy là bụng em ấy hơi thắt. Nhưng mà người ta gọi là nhân vô thập toàn, được cái nọ hỏng cái kia. Như thế này là đã là ok lắm rồi. Đó. Mọi người mà ai mà thích chó con vàng mà khung gọng to thì có thể chờ cái chó con của đàn này. Đàn này thì lứa trước của nó là nó được 4 con. Lần trước gặp nhau là được 4 con cọc. Đàn trước thì nó được 4 con cọc thì mình có giữ lại hai con để nuôi để xem là cái con chó con nó lớn lên nó sẽ như thế nào. Bây giờ chó con của chúng nó là được 4 tháng rồi. Hai con chó con đàn trước thì có thể nuôi nó lớn lên rồi có thể nhường. Đàn trước là chó con nó lên tai là nó tự nó lên. Lên tai tự nhiên. Đấy. Đây, nắm con cái này. Đấy. Cái này nhìn thì dáng rất là chiến. Mà tính cách của nó cũng rất là chiến luôn. Gấu muốn làm đại ca của cả bọn. Nhưng mà không làm đại ca của cả bọn được. Bởi vì ở trong trại là cũng có mấy con cái là tính cách của chúng nó là nó lại theo cái kiểu là gấu ngầm.
như con lõm hay là con mờ chẳng hạn, là không có thể nào mà làm đại ca của chúng nó được. Tức là bình thường nó không cà khịa con nào, nhưng mà con nào cà khịa nên chúng nó là chúng nó đều chiến hết, nó không ngại. Nên là ở trong trại là không có con đầu đàn, không có con nào là con đầu đàn cả. Cái nó cũng không có con nào nó chịu làm em, con nào mà đực cũng thế. Đấy là cái tính cách như thế, là tính cách rất là tốt. Vì nuôi là mỗi con một chỗ mà thả, là có những con nuôi cùng với nhau là chúng nó theo cái kiểu này, chúng nó điều tiết để chúng nó ở chung. Chủ là đại ca chứ không con nào là đại ca cả. Nhưng mà có một số con là tính nó cà khịa, không làm đại ca được nhưng vẫn luôn muốn làm đại ca, như con đen này. Thì sẽ phải cho nó theo cái kiểu nó ở riêng hoặc nó ở với đực thôi. Ở với cái là phải ở với con cái bé, để nó làm đại ca được của con cái bé. Chứ với những con cái mà về trước mà những con cái nó cũng khung to thì nó không chịu làm em, thì nó bụp nhau ngay. Chứ không phải là cái với cái mà nó ở được với nhau đâu. Đấy là nó tính cách của từng con chó một. Như con đen này là rất là gấu đấy. Và đen này là nhìn cái lưỡi này, người nhìn cái lưỡi của con đen này, là lưỡi của nó cũng gần như là nó đen hết. Lưỡi đốm gần như đen hết. Sẹo cũng thế. Sẹo thì cái màu màu lưỡi của sẹo là sẫm hơn. Đây. Nhìn cái khoang miệng miệng của sẹo là nhìn môi và lưỡi nhìn nó đen xì đấy. Đó, đây này, nhìn mặt hai con này. Đen. Được đen thì mất sẹo. Đó, nhìn ngắm hai con đó, nhìn cái tai. Đấy. Cái đoạn video này nó có thể nhìn thấy cái tính cách của con cọp. Những cái con mà nó có một cái độ bản lĩnh của chúng nó là chúng nó lại có một cái độ điềm đạm, chứ chúng nó không có theo cái kiểu bắn nhắn. Nó gần như nó đứng im với nó ngồi im, đứng im với nó ngồi im trong lúc chủ nói chuyện đó. Chứ nó có ý gì đâu. Này, gần đen này, xinh phết đi chứ không phải chuyện đùa nhỉ. Yeah. Xinh đấy, xinh của nó đấy chứ không phải chuyện đùa đâu. Gấu lắm đi, gấu mèo. Ok mọi người mà thích con bọn này nó đẻ ra cọc vàng thế. Thích cọc vàng mà khung to của cái cặp đực cái này, cái khổng lồ móm đen này, thì có thể chờ cái đàn này. Đàn trước nó đẻ ra thì là có trong 4 con cọc thì có 2 con mõm phớt đen và 2 con mõm vàng, 2 con mõm giống bố và 2 con mõm giống mẹ. Để xem lần này nó như thế nào. Thường là lần thứ 2 gặp nhau thì nó sẽ tốt hơn lần thứ nhất. Chờ xem là nó sẽ như thế nào. À, mọi người quan tâm mông cọc Bắc Hà thì lưu số điện thoại Zalo 0901008234 nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.